đã dừng máy và trở lại với chương trình Đẹp The Beauty Show cùng chị Trà My và Jacqueline. Và tiếp theo đây có một câu hỏi gửi đến chị Trà My từ chị Helen from Iowa. Rất cảm ơn chị Trà My đã thực hiện một show hướng dẫn cách make up, nhưng đáng tiếc rằng chương trình đã sắp hết thời gian. Nhưng là phần trang điểm quan trọng khác như là mắt, cách contour khiến cho gương mặt thon gọn như các chị đã nói thì không kịp giờ. Không biết chị Trà My có thể thêm một buổi nữa để hướng dẫn cách make up những bước sau hay không? Dạ được, dạ thưa chị Helen. Thì My biết là khi mình làm một cái make up, nếu mà My tự làm cái make up không á, thì có thể khoảng chừng 30 phút, 45 phút là xong. Nhưng mà là lý do là mình phải hướng dẫn cái cách sử dụng nữa, cho nên nó take thời gian nó dài hơn. Thì My biết là ngày hôm nay thì My chỉ chủ yếu là cái cách mà chọn màu, cái foundation, kem chống nắng, kem dưỡng da, kem chống nắng, rồi foundation, concealer che những cái khiếm khuyết trên cái gương mặt của mình, và chọn cái powder thôi. Nhưng cái show kế tiếp thứ hai tuần sau thì mình sẽ tiếp tục chỉ về cái cách mà vẽ chân mày, cũng giống như cái mà vẽ những cái màu mắt trên gương mặt của mình, và cũng như ví dụ như cái mặt mình nó lớn quá, mặt tròn quá thì mình làm sao mà làm cho nó hàng hẹp lại, nhỏ hơn, và hoặc là cách đánh son, ví dụ như son màu gì hợp cho cái da của mình, cái skin tone của mình. Thực sự làm make up thì cũng phải cần phải nhiều thời giờ, chứ không phải làm 15-20 phút là có thể làm xong cái make up được. Đúng, và mình tiếp tục với cô người mẫu này thì mình sẽ đánh phấn lên. Đúng rồi, đúng chị, phấn phủ. Cái powder như mình nói thì nó có hai dạng powder, đó là dạng nén và dạng loose powder. Nếu quý khán giả nào mà mình mà không có dùng cái foundation thì mình sẽ dùng cái loose powder. Thì nếu mà mình dùng loose powder thì mình dùng những cái buff này, mình bỏ màu phấn lên, hoặc là mình chỉ cần dặm thôi. Còn nếu mà ai mà dùng cái nén như thế này á, thì mình có thể dùng cái cọ, mình chỉ cần dùng cái cọ và mình đánh đều lên gương thoa mặt, thoa nhẹ đều lên gương mặt mình là được rồi. Thì bây giờ cái cô make up, cô người mẫu này á, là cổ đã có cái foundation rồi, thì mình sẽ bỏ chút xíu dạng nén, bỏ chút xíu dạng nén vô trong cái buff này, và mình dò lại, mình kẹp lại như thế này. Kẹp này giống như tackle vậy đó. Giống mà năng tackle vậy đó. Cho nên nó hòa lại phần. Đúng rồi, bắt đầu mình dò lại đi. Đúng không? Mình dò lại cho nó đều ra. Sau mình tán đều trên mặt rất là nhẹ nhàng. Đúng thì vậy. Phấn này nó sẽ ăn bám chặt hơn. Dạ, đúng rồi. Có thể được lâu. Tại vì nếu mà em để foundation mà không có cái powder thì chút xíu nếu mà mình đánh cái màu mắt lên thì nó sẽ không ăn màu mắt. Tại vì cái màu mắt nó thấm đẹp hay không là nhờ cái powder cái của mình. Phấn này và sau khi mình chỉ đã thấm đều cái phấn của chị trong cái cục miếng buff vào này, đúng rồi, mình chỉ chậm nhẹ lên. Thì nhìn nó ăn hơn chị ha, nhìn cái mặt này nó sáng hơn. Nhìn mặt nó sẽ sáng hơn. Và nó sẽ ít bị oil hơn chứ hả? Đúng rồi, nó sẽ bám chặt hơn. Đánh luôn cả phần mắt nha quý vị. Và tiếp theo là chị Ngân ở New Jersey. Make up nhìn thì thật dễ nhưng mà lại không dễ chút nào, và em không nhận điều đó. Đặc biệt là với người không được khéo tay như em thì lại luôn vụng về lúc kẻ eyeliner. Thì không biết chị Trà My có bí quyết nào giúp cho em thực hiện được bước này hay không, và kẻ chân mày như thế nào để thích hợp và để cho cả hai bên đều bằng nhau. Dạ thưa chị Ngân ở New Jersey. Thực sự thì vẽ eyeliner hay là eyeliner cũng tùy theo mắt mình. Ví dụ như mắt mình to á, thì mình không nên vẽ eyeliner, hoặc là khi mắt mình nhỏ quá thì mới vẽ eyeliner. Nhưng mà eyeliner lại nó cũng có nhiều loại để vẽ. Ví dụ như vẽ bằng bút chì, vẽ bằng cọ, hoặc là vẽ bằng liquid, bằng mắt nước. Thì do cái cặp mắt của mình lớn hay nhỏ để mình chọn cho nó phù hợp. Và một lần nữa mình cứ thử đi. Mình cứ thử lên gương mặt mình thấy cái nào nó đẹp thì mình làm, hợp cũng nào thì không hợp thì mình không làm. Thì cho mình next show, có nghĩa là thứ hai tuần sau, thì mình sẽ tiếp tục chỉ về cái cách mà vẽ cái eyebrow. Thì eyebrow cũng vậy, nó cũng sẽ có nhiều cách để vẽ eyebrow. Mình có thể dùng bằng cọ, dùng thằng bút chì, hay là mình dùng bằng cái liquid để phấn vẽ eyebrow. Đúng vậy, bằng phấn, bằng bột mình cũng thể vẽ eyebrow. Có rất là nhiều cách để làm make up, nhưng cái quan trọng mình chọn sao một cái phù hợp cho mình. Và một cái điều bí quyết mà thành công có nghĩa là mình phải tập. Phải kiên nhẫn, đúng không chị? Make up ai cũng vậy, nếu mà làm chút xíu hồi nản quá mình bỏ thì thật sự thì không bao. Tại vì người khác làm cho mình không bao giờ đẹp bằng bản thân mình làm. Tại vì chính bản thân mình nhìn vào cái gương mình mới biết là mình đẹp chỗ nào hoặc là mình xấu chỗ nào. Nếu mình thấy đẹp chỗ nào mình phát huy cái chỗ đó. Tại vì chỉ cần trên gương mặt mình có một điểm đẹp thôi, một là cặp mắt, hai là cái miệng, mình làm sao mình đẹp một chỗ thôi là nhấn mạnh chỗ đó. Đúng vậy, là tự động mình nổi bật lên luôn. Không cần phải đẹp toàn diện, có nghĩa là trên mặt mình chỉ cần một chỗ đẹp là được rồi. Cho nên người ta nói đẹp khoe xấu che mà bạn quý vị. Chị Tâm ở Tennessee, chị Trà My có thể giới thiệu cho em cả bộ cò và giới thiệu cách sử dụng cho từng loại không? Em thấy có rất nhiều loại cò khác nhau nhưng thực sự không biết phải dùng loại nào cho đúng. Thì em rất cảm ơn chị và cô model đã có một chương trình bổ ích.
À, thì đối với cọ cọ vẽ make up cũng vậy, thì nếu quý khán giả nào có thể mình ra Max á, mình hỏi những cái loại cọ, nó có những cái loại thường là cọ chỉ cần dùng powder là cái cọ tròn, những cái loại tròn cọ powder, hoặc cái loại mà dùng má hồng á, thì cái loại nó hơi xéo chút xíu mình dùng má hồng. Nhưng mà đối với những cái cọ mà dùng cho đánh mắt thì sao? Đánh mắt thì nó lại có nhiều cái loại trò vuông, trò tròn. Ví dụ đây là cái loại cọ để mình dùng cái concealer, mình che lên cái concealer. Thì thứ hai tuần sau thì mình sẽ có những cái loại cọ nào, quý vị khán giả nên chọn cái loại cọ nào mà cho nó phù hợp trên từng khuôn mặt của mình, từng bộ phận nó trên cái màu mắt. Tại vì mình khi đánh màu mắt thì mình đâu có thể đánh một màu mắt, mình có thể đánh tròn 3-4 cái màu mắt khác nhau. Thì trên cái gương mặt mình nhiều cái màu mắt thì mình phải có nhiều cái loại cọ sao cho phù hợp. Nhưng mà cái căn bản là mình làm sao á, mình chọn những cái màu là cái cọ nào mà nó vừa thích hợp cho cái đôi mắt của mình. Tại vì cọ có những cái loại nó cọ nó lớn quá hoặc là cọ nó nhỏ quá. Vì mắt mình mà mắt mình nó to, ví dụ như cái khoảng giữa cái cặp mắt mình tới cái eyebrow mà nó có nhiều cái chỗ rộng quá thì mình nên chọn cái cọ nó lớn chút xíu. Còn nếu mà mắt mình nó nhỏ xíu, ngay chỗ cái đường mí mắt mà cho tới cái eyebrow mình nó nhỏ xíu thì mình nên chọn những cái loại cọ nhỏ hơn. Thì mình sẽ hướng dẫn cọ vào thứ hai tuần sau. Xin quý khán giả cứ tiếp tục theo dõi vào thứ hai tuần sau. Và đây thì cũng để trước khi kết thúc chương trình thì Trà My xin được trả lời cái câu hỏi mà vừa tuần vừa rồi đó. Thì có quý khán giả mà được trúng thưởng, đó là chị Nguyên Lan hay Nguyễn Lan gì đó. Và cái email của chị là Lan gạch dưới và VL @yahoo.com. Thì Trà My mời chị Lan email cho Trà My cái địa chỉ của chị để đài truyền hình VTN. My sẽ gửi vào đài truyền hình VTN, sẽ gửi quà cho chị. Và My hy vọng rằng lần này á, thì My nghe rằng là mấy lần trước là hơi chậm trễ chút xíu trong cái vấn đề mà chuyển quà, thì My hy vọng rằng lần này sẽ gửi quà nhanh hơn cho chị. Và cũng như thường lệ thì Trà My xin có một cái câu hỏi rất là đặc biệt để dành cho tặng quà vào thứ hai tuần sau. Đó là nếu quý khán giả nào thích về make up thì Trà My biết được cái tiến trình làm make up gồm có những cái bước như thế nào. Nếu mà ai có thể cho My biết được những cái make up toàn bộ full make up thì càng tốt. Còn không thì nếu mình không biết thì những cái gì của ngày hôm nay mình hiểu được như thế nào thì có thể cho My biết được một cái tiến trình làm make up từ lúc mình bắt đầu chuẩn bị làm cho tới khi mình xong make up là những cái bước như thế nào và theo cái sự hiểu biết của mình. Mà mình nói chỉ những cái bước mà basic thôi đúng không chị? Chứ còn đúng detail quá thì đôi lúc quý vị lại đúng không có... Đôi lúc nhiều lúc quý khán giả có những cái thông minh hơn chị nữa đó. Và có nhiều cái rất là hay và cho thi chị nhiều cái kiến thức cũng bổ ích như vậy. Thì Trà My cũng rất là cảm ơn quý khán giả đã bỏ thời gian quý báu của mình theo dõi chương trình Đẹp Tại Beauty Show trong buổi chiều ngày hôm nay. Và một lần nữa Trà My xin chân thành cảm ơn và hẹn quý khán giả vào chương trình thứ hai tuần sau. Và lời cuối xin nhường lại cho cô xứng ngôn viên khen đẹp Jacqueline Nguyễn. Cảm ơn chị Trà My trong buổi thảo luận và làm chị cách làm đẹp ngày hôm nay rất là hữu ích. Và cảm ơn cô người mẫu hôm nay rất là dễ thương. Xin cảm ơn quý vị và xin chào quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình khác của Đẹp Beauty Show. Xin chào tạm biệt.